Bobby Tuấn Anh Production. Bắc Giang quê tôi, Bắc Giang quê tôi, Bắc Giang quê tôi. Khi sinh ra ai cũng có quê hương, một mảnh đất tuyệt vời với biết bao nhiêu là tình cảm yêu thương. Tôi cũng vậy giống như mọi người và nơi tôi sinh ra, đó là Bắc Giang. Một vùng đất biết bao tự hào mà tôi không cần phải hỏi tại sao tôi lại sinh ra từ đó. Và không một chút đắn đo, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết Bắc Giang quê tôi là một nơi như thế nào. Các bạn hãy nghe và cùng cảm nhận vùng đất quê hương tôi. Bắc Giang quê tôi, một vùng đất yên bình đã được hình thành và phát triển từ rất lâu đời, thuộc phía Bắc Việt Nam. Trải qua năm tháng chiến tranh xây dựng trưởng thành, đến nay Bắc Giang đã từng ngày đổi mới. Chứa trong mình những dòng suối, bao con sông nhưng vẻ đẹp là dòng sông Thương đầy thơ mộng, sông Cẩu nước chảy lơ thơ, sông Lục Nam hiền hòa đã viết lên từng khúc ca, đã viết lên từng khúc ca. Hãy đến với Bắc Giang quê tôi, mảnh đất với bao con giàu niềm tin, và hãy đến với Bắc Giang quê tôi để bạn thấy tâm hồn mình thanh thơi. Một vùng đất không nhỏ, 9 huyện một thành phố, với 26 dân tộc anh em cùng nhau chung sống hòa đồng. Con người nơi đây là những cư dân cùng nhau đồng cam cộng khổ, cứ mang nhau qua thiên tai, bên nhau vượt qua địch hại. Người dân Bắc Giang tổ chức khai phá rừng hoang, từ đó lập làng lập bản, hai dòng họ giáp thân với một khí thế hào hùng, cùng nhau đứng lên bảo vệ đất nước, khởi nghĩa yên thế mãi vang xa. Danh nhân Bắc Giang không ai quên Hoàng Hoa Thám, tiếp đó đến thân nhân Chung, rồi đến Trạng Nguyên Giáp Hải, là những con người đi đầu trong những phong trào toàn dân cứu nước. Còn danh lam Bắc Giang với lăng dinh hương Hiệp Hòa, di tích suối mỡ Lục Nam, tự hào thành cổ Xương Giang, cùng hồ Cẩm Sơn Lục Ngạn, tất cả đang chào đón lữ khách gần xa cùng nhau đến đây hòa chung với tôi câu hát yêu quê hương Bắc Giang. Hãy đến với Bắc Giang quê tôi, mảnh đất với bao con Giang. Bạn cũng sẽ phải bàng hoàng, mảnh đất quê tôi vẫn luôn tồn tại với hơn 500 lễ hội. Đây cũng là cái nôi của làn điệu quan họ cổ, hai ba làng ven sông Cầu vẫn luôn ngân nga câu hát. Nhưng làm sao quên được di tích đình chùa Bắc Giang, tiêu biểu đình làng Lỗ Hạnh, nằm trên mảnh đất Hiệp Hòa với một danh tiếng vang xa, đã từng là một đệ nhất Kinh Bắc. Tiếp đến là chùa Vĩnh Nghiêm, rồi đến di tích Bồ Đà. Đặc sản Bắc Giang thứ nhất có rượu làng Vân, với một hương vị thơm nồng sẽ khiến cho bạn say mê ngây ngất. Thứ hai vải thiều Lục Ngạn chắc chắn bạn sẽ khó quên khi đã một lần thưởng thức. Tiếp đến Cam Sành Bố Hạ, bánh đa làng Kế giòn thơm, mì chua sợi dai hương bùi khiến cho người ăn nhớ mãi. Hãy đến với quê tôi để được một lần chìm vào trong những phút giây tuyệt vời nhất, và hãy nhớ đến quê tôi Bắc Giang yêu dấu. Hãy đến với Bắc Giang quê tôi, mảnh đất với bao con người giàu niềm tin, và hãy